Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm báo online. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 28 tháng 3, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện lần thứ 132 chính thức được khai mạc tại Hà Nội và Hội nghị Nữ Nghị sĩ là một trong những hoạt động đầu tiên của Đại hội đồng lần này. Bình luận về vấn đề này, báo điện tử Chính phủ có bài viết IPU 132, các quyết nghị quan trọng đều qua lăng kính giới. Bài viết nêu, 30 năm qua, Hội nghị Nữ Nghị sĩ thực sự đã tạo không gian cho các nữ nghị sĩ gặp gỡ, trao đổi tại mỗi kỳ đại hội đồng, giúp tăng cường hợp tác giữa các nghị sĩ, nữ nghị sĩ, đồng thời cũng là diễn đàn để cho tất cả các nữ nghị sĩ cùng làm việc, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau về các chủ đề quan tâm chung, thúc đẩy bình đẳng hợp tác nam nữ trong tất cả các lĩnh vực. Cũng về sự kiện này, báo điện tử VOV có bài viết IPU 132 nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ. Bài viết nêu, số lượng các nữ nghị sĩ tham gia với tư cách đại biểu tham gia IPU tăng lên đáng kể và các nữ nghị sĩ tham gia tích cực hơn ở các vị trí cấp cao của IPU, hình thành mạng lưới và các mối quan hệ rộng khắp với nữ nghị sĩ của các nghị viện thành viên trên toàn cầu. Ngày càng nhiều và thường xuyên hơn, các vấn đề liên quan đến phụ nữ được đưa vào chương trình nghị sự của IPU. Các hoạt động trong khuôn khổ cơ chế này đã thúc đẩy mạnh mẽ bình đẳng giới và quan hệ đối tác giữa các nam và nữ nghị sĩ trong IPU. Bài viết Cải cách hành chính vẫn ở thế bị động đăng trên báo Đại đoàn kết nêu. Tính đến hết quý 1 năm 2015, các bộ ngành đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa 4.431 thủ tục hành chính. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều bộ, địa phương còn không ít lúng túng. Để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, bài viết đã đề xuất các bộ ngành cần phải chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện cải cách hành chính, coi đây là giải pháp quan trọng để tháo gỡ khó khăn cho người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, đặc biệt phải kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính từ khâu dự thảo. Bên cạnh đó, phải kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết trong mùa mưa lũ năm 2015 sẽ rất phức tạp, mặc dù số lượng cơn bão ít hơn nhưng khốc liệt và khó lường hơn. Do đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã ký chỉ thị về việc tăng cường quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê chống lụt năm 2015. Thông tin trên báo điện tử Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương, đơn vị thi công đẩy nhanh công tác thi công các công trình có liên quan đến đê điều, chủ động mọi kịch bản để sẵn sàng hộ đê trong bão lũ. Trước lũ tiểu mãn 2015 sẽ diễn tập phương án hộ đê, chuẩn bị vật tư, phương tiện và thông tin hai chiều để sẵn sàng chống lũ, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia hộ đê, đặc biệt là lực lượng quân đội được bố trí trên địa bàn trước ngày 30 tháng 5 năm 2015. Một thông tin liên quan, báo Tiền Phong đưa tin hàng trăm nông dân trồng dưa ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam thiệt hại nặng nề vì đợt mưa lũ trái mùa lịch sử. Nhiều diện tích hoa màu của người dân ở các xã Đại Nghĩa, Đại Minh, Đại Hồng, Đại Phong, Đại Cường dọc hai bên sông Vu Gia đang bị nước lũ nhấn chìm. Trên các báo ra ngày hôm nay đã cập nhật nhiều nội dung xoay quanh vấn đề tỉnh Đồng Nai chấp thuận dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai với việc diện tích lấn sông lên tới hơn 77.200 m². Báo Đại đoàn kết đăng bài viết vụ lấp sông Đồng Nai vi phạm luật tài nguyên nước. Bài viết nêu, quan điểm của Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai là san lấp ảnh hưởng không đáng kể đến chất lượng nước cấp. Nếu đổ đất đá thuần túy, không có tạp chất nguy hại thì ít ảnh hưởng đến chất lượng nước sông. Nhưng điều đáng lưu ý là do không có đê kè nên đất đá tràn theo mặt nghiêng đáy sông và có thể xảy ra các diễn biến bất lợi khác. Đây là vấn đề liên quan đến quản lý tài nguyên nước cần thận trọng. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai nhận định rõ ràng dự án phải chịu sự chi phối của luật tài nguyên nước. Về nội dung này, trang Dân Trí đăng bài viết Cù lao bấp bênh trước dự án lấn sông Đồng Nai. Theo đó, hiện lòng sông bị san lấp, bóp nghẹt, nước từ thượng nguồn sẽ chảy thẳng vào cù lao trước khi được chia ra hai nhánh. Sạt lở, cuốn trôi của cư dân nơi đây giờ không chỉ là nỗi lo nữa mà đã mang hình ảnh của hiểm họa, khó lường. Hiểm họa sạt lở, nhà cửa bị cuốn trôi, đe dọa trực tiếp cuộc sống cư dân vùng này chỉ còn tính bằng ngày nếu như việc lấp sông vẫn tiếp diễn.
Chuyển sang tin tức khác, báo Tuổi Trẻ đưa tin, đến thời điểm này, nhiều trường trung học phổ thông trong cả nước đã tổ chức cho học sinh đăng ký môn thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với mục đích thăm dò nguyện vọng để có căn cứ tổ chức ôn tập. Kết quả cho thấy lý hóa được mùa, sử địa điều hưu. Theo đó, ở một số trường, cả hai lần cho học sinh đăng ký môn thi đều cho thấy kết quả đăng ký lệch nhau khá rõ rệt giữa các môn thi. Có những môn thi chỉ có vài học sinh trên lớp đăng ký. Việc rất ít học sinh chọn môn thi sử địa đã là tình trạng chung nhiều năm qua, nhưng năm nay có vẻ tình trạng ấy càng rõ nét hơn. Thông tin giáo dục vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Điểm báo online ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.